Cả nhà đổi đời giàu to, nếu thắp hương mùng 1 tháng 2 âm lịch vào 3 giờ hoàng đạo này, tiền tỷ cầm tay, giàu sang phú quý. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã chuẩn bị bước vào cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, ngày Quý Dậu. Thì quý vị đã biết cái ngày mùng 1 là một cái ngày mà để cầu tài cầu lộc. Quan niệm của ông cha ta ngày xưa cho rằng vào cái ngày mùng 1 này mà gặp được những chuyện may mắn thì cái may mắn cũng kéo theo quý vị và các bạn trong cả tháng. Nếu như mà trong cả tháng gặp xui xẻo ấy, thì cũng sẽ gặp phải cái nhiều đại kỵ. Vậy nên mọi người thường rất kiêng kỵ và cẩn thận cực kỳ trong ngày mùng 1 đấy, và làm mọi việc để gia tăng thêm cái may mắn cho mình. Trong đó cái việc thắp hương đúng vào cái giờ hoàng đạo cũng là một cách để gia tăng thêm cái may mắn, đúng không? Nếu mà quý vị thắp hương đúng vào những cái giờ hoàng đạo sau đây thì cũng sẽ được trời xanh vân lộc và dễ được những cái cơ hội đổi đời giàu có. Như quý vị đã biết ấy, thắp hương nó vốn là một cái nét đẹp văn hóa ngàn đời trong văn hóa truyền thống của người Việt. Chúng ta thắp hương để bày tỏ cái tấm lòng thành kính cùng với cái sự thương nhớ biết ơn đến với ông bà tổ tiên, để cầu mong những cái điều bình an và tốt lành nhất đến với gia đình của mình. Thưa quý vị, cái thời điểm thắp hương ấy, nó cũng chính là một trong cái yếu tố quan trọng để đảm bảo cái tính linh thiêng của cái việc thờ cúng. Nếu lỡ thắp hương vào những cái thời điểm đại kỵ thì chẳng khác nào là tự chuốc lấy cái tai họa vào thân, chiêu dụ cái tà khí nó xâm nhập vào ngôi nhà của chúng ta. Bên cạnh đó, nếu mà chọn được những cái giờ thắp hương tốt, chọn được những giờ hoàng đạo để làm thì mọi việc sẽ được suôn sẻ, hanh thông, tài lộc, tiền bạc cứ ùn kéo đến. Trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, chúng ta cần phải tránh những cái thời điểm nào để thắp hương và nên thắp hương những giờ nào để có được cái may mắn tài lộc. Những bí mật này sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị, trước khi đi vào cái phần là giờ tốt thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch thì chúng ta cũng xét một chút về những cái điều kiêng kỵ khi thắp hương. Thì theo cái lời căn dặn của ông bà từ xưa đến nay ấy, thì phần lớn người Việt đều kiêng kỵ cái việc thắp hương vào buổi tối. Vậy thì tại sao chúng ta lại không nên thắp hương vào buổi tối? Có liên quan gì đến cái việc tâm linh thờ cúng hay là không? Thưa quý vị, chúng ta hãy lý giải trên cái quan niệm về tâm linh và khoa học. Thứ nhất là xét về cái quan niệm tâm linh. Theo thuyết âm dương ngũ hành thì ban ngày là thuộc dương, khi đó thì mặt trời chiếu sáng. Còn ban đêm thì thuộc âm, lúc đó thì mặt trăng nó soi rọi. Vì ban đêm nó chủ về âm nên đây là cái thời điểm mà các vong hồn vô chủ, không nơi nương tựa, sẽ lang thang để tìm cái nơi bám víu. Cái điều này thì ban ngày chúng không làm được vì có mặt trời soi chiếu. Như vậy, nếu mà thắp hương vào buổi tối thì sẽ tạo đủ cái điều kiện để những vong linh lạ xâm nhập vào cái nhà của mình. Khi mà các bạn lên hương vào buổi tối, ma quỷ sẽ coi đó là một cái tín hiệu mời gọi chúng. Lúc bấy giờ thì người trần mắt thịt sẽ không thể ngăn cản được những cái vong hồn vô chủ quấy nhiễu gia đình. Ma quỷ hay là các vong linh vô chủ sẽ đòi được thờ cúng và đòi được cung phụng, từ đó lấn áp chân linh của gia tiên và dòng tộc nhà mình. Hậu quả là âm dương bị loạn lạc, tai ương sẽ kéo đến với gia đình, dẫn dụ ma quỷ vào nhà, v.v. Vậy nên là quý vị cũng không nên thắp hương vào buổi tối, trừ khi có những việc hết sức cần thiết. Thứ hai là xét về cái cơ sở khoa học và sức khỏe. Thưa quý vị thân mến, thì ngoài cái lý do về tâm linh như trên ấy, thì còn một cái nguyên nhân nữa mà chúng ta không nên thắp hương vào buổi tối. Đó là nguyên nhân về sức khỏe và an toàn cháy nổ. Quý vị thử hình dung, vậy sau khi thắp hương vào ban đêm, mọi thành viên trong gia đình đều ngủ say. Nếu mà chẳng may cái tàn hương nó cháy dở, nó rơi xuống vào trên mâm ban thờ hoặc là rơi vào những đồ thờ cúng xung quanh thì sẽ bị bén lửa gây ra hỏa hoạn đáng tiếc. Hơn nữa, ban đêm mọi người sẽ dễ ngủ say, rất khó có thể phát hiện ra lửa để mà kịp thời dập tắt. Như vậy, vừa để đảm bảo cái tính an toàn cháy nổ, vừa tốt về cái mặt tâm linh, thì các gia chủ chỉ nên thắp hương vào ban ngày. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng xét về những cái giờ tốt thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, ngày Quý Dậu này. Và một câu hỏi đặt ra là gì? Nếu mà không thắp hương vào buổi tối thì chúng ta thắp hương vào cái thời điểm nào trong ngày là tốt nhất? Kính thưa quý vị, với những ý nghĩa về tâm linh đặc biệt này thì cái thời gian thắp hương tốt nhất là trong ngày mà gia chủ cần phải ghi nhớ. Với những ngày thường ấy, thì thường vào mỗi buổi sáng sớm khi mà chúng ta thức dậy, bởi vì cái mùi hương của cái nén hương khi được thắp lên
sẽ tạo nên cái bầu không khí bình yên, ấm cúng, yên bình và vô cùng thư giãn, thoải mái. Hơn thế nữa, khởi động ngày mới bằng việc thắp một nén hương cho ông bà tổ tiên cũng là một cách để giúp cho các bạn có một cái năng lượng dồi dào hơn, tràn đầy sức sống hơn và ngày nó sẽ trở nên tươi mới hơn rất nhiều. Bên cạnh đó thì cũng rất nhiều gia chủ thắc mắc rằng liệu có nên thắp hương thường xuyên hàng ngày trên bàn thờ hay không? Thưa quý vị, theo quan niệm trong việc thờ cúng hiện nay thì thắp hương hàng ngày là cái việc mà gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận bịu và không thể duy trì được cái thói quen này hàng ngày thì chỉ cần thắp hương vào những ngày rằm, ngày mùng 1, ngày lễ, Tết, Dỗ, Chạp, vậy là đủ. Quý vị thắp hương với một chút lễ mọn dâng lên ông bà tổ tiên để thể hiện cái tấm lòng thành kính của mình. Ngược lại, còn nếu có điều kiện về thời gian thì gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên trên ban thờ sẽ làm cho cái không gian thờ cúng của gia đình trở nên ấm cúng hơn, lòng người cũng được nhẹ nhàng hơn, an yên hơn. Gia chủ nên lưu ý chỉ nên thắp một nén hương. Bởi quan niệm thờ cúng trong dân gian ấy, số nén hương thắp lên là một trong những cái yếu tố mang cái tính chất cũng như là cái ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương là cái sự bày tỏ cái tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên và các vị thần linh. Đồng thời, khi thắp thì các bạn cũng phải khấn vái bằng hai tay để không thể hiện cái thái độ bất kính, vô lễ đối với các bậc thần Phật gia tiên. Cùng với đó, mỗi khi mà thắp hương thì gia chủ cũng cần phải đặc biệt lưu ý về hai nguyên tắc sau đây để giữ cho bản thân và cả gia đình được bình an và may mắn. Thứ nhất, mỗi lần thắp hương trước ban thờ tổ tiên, các bạn cần phải dâng hương bằng cả cái tấm lòng thành kính, đồng thời cần phải có sự chánh niệm với những cái việc mà việc làm của bản thân. Cắm hương thì cắm bằng cả hai tay, một cách là ngay thẳng để thể hiện cái tấm lòng ngay thẳng đấy, của bản thân. Nén nhang thơm ngào ngạt tượng trưng cho cái sợi dây máu thịt kết nối giữa vong linh của người đã mất và những người còn sống trên trần gian. Thứ hai là nếu mà thắp hương ở các địa điểm như đình, đền, miếu, phủ, chùa chiền thì quý vị cũng cần phải có bài văn khấn để mời đúng vong linh của người mình cầu khấn, hiến hưởng về chứng giám. Bởi nếu thắp hương tại những nơi công cộng thì sẽ có rất nhiều vong linh nó kéo đến. Và khi mà không có bài văn khấn, tức là cái lễ vật đó vô chủ, vong linh nào cũng có được. Bên cạnh cái việc dâng hương ấy, bằng cái lời cầu khấn thành kính thì người cúng cũng cần phải có sự chánh niệm đó. Quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để chuẩn bị cho mình những cái bài văn khấn rằm mùng 1 lễ Tết Dỗ Chạp cũng như là khi đi đình đền miếu phủ chùa chiền nhé. Trong này có 77 bài văn khấn để cho quý vị lựa chọn đó. Hầu hết là đủ tất cả các bài văn khấn cho quý vị nhé. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái quyển Văn Khấn Toàn Thư để tự khấn cho mình những bài khấn về rằm mùng 1 cũng như là gì các dịp lễ Tết Dỗ Chạp khác. Thứ ba là những điều mà gia chủ cần phải tuyệt đối kiêng kỵ khi thắp hương đó. Thưa quý vị, ban đầu khi mà châm hương nếu lửa cháy to thì cũng không được dùng miệng để thổi tắt mà phải cầm nén hương, quý vị vẩy nhẹ lên thế này là nó tắt rồi. Quý vị cũng nên thắp hương là số lẻ như là 1, 3, 5, 7 hay là 9 que hương. Tuyệt đối tránh thắp hương số chẵn. Khi thắp hương thì nhất thiết phải có lời cầu khấn, không cần các bạn phải thuộc lòng cái bài văn khấn dài dòng. Nếu thắp hương tại bàn thờ gia tiên thì quý vị khấn ngày, tháng, năm, tên gia chủ rồi mời gia tiên về thụ lộc. Nếu thắp hương tại đình đền miếu phủ chùa chiền thì cũng cần cúng đúng các vị bề trên hoặc là các vị vong linh và mà mình cần cầu khấn ấy. Khi khấn cần phải cầm hương bằng hai tay, cắm hương lên bát hương, cố gắng cắm thẳng que hương tránh bị siêu vẹo hay là đổ. Nếu hương trong bát hương ấy mà đang cháy rồi được tắt giữa chừng thì cũng không được rút que hương ra để đốt lại mà nên để nguyên vị trí của que hương đó rồi châm lửa đốt tiếp. Mỗi khi mà thắp hương thì cần phải có tấm lòng thành kính, chuyên chú vào cái công đức của tổ tiên cũng như là đấng bề trên, không nên làm cho có lệ. Đó là những cái điều mà kiêng kỵ mà quý vị cần phải biết khi mà thắp hương. Và ngay sau đây chúng ta cùng bước vào tìm ra những cái giờ tốt thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, ngày Quý Dậu này. Quý vị thân mến, chúng ta biết cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch nó là ngày Quý Dậu. Đó. Nó rơi vào ngày mùng 10 tháng 3 dương lịch. Ngày Quý Dậu chúng ta có Quý Thủy, Dậu Kim đó. Tức là gì? Chi sinh cho can, tức là kim thủy tương sinh ấy. Nó là cái ngày cát nhật. Nạp âm của ngày Quý Dậu là kiếm phong kim.
Đấy. Nó kỵ các tuổi là Đinh Mão và Tân Mão. Ngày thuộc hành Kim thì khắc với hành Mộc, đặc biệt các tuổi Kỷ Hợi, nhờ Kim khắc mà lại được lợi hơn. Ngày Dậu thì lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão hình Dậu hại Tuất, phá Tý và tuyệt dần. Trực của ngày hôm nay nó là trực gì? Mão Dậu đầu tương xung là trực phá. Đó. Trong cái ngày Quý Dậu này nó vẫn thuộc tiết khí của tiết kinh chập nhé, tiết kinh chập nhé. Và trong ngày hôm nay thì để xét về cái cát hung cũng như là cái giờ tốt để thắp hương ấy, thì chúng ta cũng cần phải xét về cái cát hung của ngày. Thì từ đó chúng ta mới biết được đâu là cái thời điểm tốt để cho quý vị tiến hành công việc thắp hương, đúng không ạ? Thì chúng ta biết ấy, những cát thần trong ngày hôm nay, ngày Quý Dậu thì bao gồm những cái sao sau này: có Hội Đồng, Minh Đường, đúng không ạ? Có Ngọc Vũ, Ngọc Đường, Thiên Thành, Thất Thánh, Thần Tại, Thủ Nhật, Trừ Thần và Đại Minh. Các hung thần ấy, thì có Châu Cách, Cửu Khổ Bát Cùng, Hoang Vu, Hoành Thiên Chu Tước, Hỏa Tinh, Hồng Sa, Kê Hãm, Lục Bất Thành, Nguyệt Phá, Nguyệt Yếm, Ngũ Hư, Ngũ Ly, Phục Thi, Sát Sư Nhật, Thiên Tạc, Thủy Ngân, Tiểu Không Vong, Tứ Đại Kỵ, Đại Hao, Đại Họa và Địa Hỏa, đúng không? Đó là những cái cát và hung tinh trong cái ngày hôm nay. Và sau khi xếp về cát hung trong ngày cũng như là cái ngày Quý Dậu ngày mùng 1 tháng 2 ấy, bây giờ chúng ta bắt đầu bước vào tìm ra những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch. Thì giờ đầu tiên chúng ta xét đó là giờ Tý. Giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Đó. Thì cái giờ Tý nó có các sao như là có Tư Mệnh, đấy, có Tứ Đại Cát Thời, có La Thiên Đại Tiến, có Ngũ Phù Nhật Lộc Hà Khôi, đấy, có Triệt Lộ Không Vong. Đấy. Nói chung cái giờ này chúng ta có Tý và Dậu nó là tương phá, vậy nên là cái giờ này không dùng được nhé. Tiếp theo, giờ thứ hai là giờ từ 1 giờ đến 3 giờ là giờ Sửu. Thì trong cái ngày Quý Dậu ngày 1 tháng 2 nó là ngày giờ Quý Sửu. Giờ Quý Sửu có các sao như là Câu Trần, La Hầu, Quả Tú, Triệt Lộ Không Vong, có Tam Hợp Vũ Khúc Tỷ Kiên. Nói chung ấy, nó cũng rất nhiều sao xấu nên chúng ta cũng sẽ không dùng. Tiếp theo chúng ta đến giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Đó. 3 giờ đến 5 giờ thì quý vị có cái cát tinh như là có Thanh Long, có Tả Phụ, có Kim Tinh, có Kiếp Sát. Đó, thì quý vị có thể tham khảo thêm cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Ngày Tốt Toàn Thư, quý vị mở trang 127 ra thì sẽ có phần là hướng dẫn cho quý vị chọn cái giờ tốt. Đây, chọn giờ tốt nhé. Đó là cái hướng dẫn chọn giờ tốt. Quý vị cứ theo đó mà làm thì cũng sẽ được may mắn và bình an. Đó. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Dần. Đó, giờ Dần là từ 3 giờ đến 5 giờ. 3 giờ đến 5 giờ là giờ Dần thì nó có các sao như là có Thanh Long, có Tả Phụ, có Kim Tinh, có Kiếp Sát, có Thiên Tặc. Nói chung là nó cũng không được tốt thì chúng ta cũng kiêng kỵ. Còn giờ Mão thì sao ạ? Giờ Mão từ 5 đến 7 giờ đúng không ạ? 5 đến 7 giờ là giờ Mão thì nó có các sao như là có Minh Đường, Thiên Đất Quý Nhân, Phúc Tinh Quý Nhân, Tứ Đại Cát Thời, Thái Dương, Trường Sinh, Thời Phá, Cửu Xú đúng không ạ? Trong ngày hôm nay thì nói chung là giờ Mão thì chúng ta có Mão Dậu là tương xung. Nói chung cái giờ này mặc dù có rất nhiều cát tinh ấy, nhưng mà gì? Cái hung tinh nó cũng khá là nhiều. Vì thế mà các bạn cũng không nên chọn cái giờ này. Đó. Tiếp đến chúng ta chọn đến giờ Mão giờ Thìn. Giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Nó là giờ Bính Thìn. Giờ Bính Thìn thì chúng ta có Thìn và Dậu nhị hợp đúng không ạ? Hơn nữa trong cái giờ Thìn này nó có gì? Có Hỏa Tinh, Thiên Binh, Thiên Quan Quý Nhân. Đấy. Có Hỷ Thần, có Lục Hợp, có Vũ Khúc. Đây cũng là một giờ khá tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ nhé. 7 giờ đến 9 giờ nó là giờ Thìn đúng không ạ? Giờ Thìn, giờ Bính Thìn đúng không ạ? Thì đó là giờ tốt đầu tiên nhé. Như vậy chúng ta có giờ tốt đầu tiên là từ 7 giờ này đến 9 giờ này. Nó là giờ tốt đầu tiên này. Đó. Tiếp theo chúng ta xét giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Thì 9 đến 11 giờ nó là giờ Tỵ, nó là giờ Đinh Tỵ. Giờ Đinh Tỵ thì chúng ta là cục diện là Tỵ, Dậu, Sửu là tam hợp. Hơn nữa trong giờ này thì nó có gì? Có Thiên Ất Quý Nhân, có Quý Đăng Thiên Môn, có Tam Hợp, Thiên Xá, Thủy Tinh. Đúng ra là cái giờ này nó cũng khá là tốt đúng không ạ? Từ 9 đến 11 giờ. Đó, thì nó được Tam Hợp. Thì giờ tốt thứ hai là gì? 9 đến 11 giờ. Đây là 1 này. Đây là 2 này. Tiếp theo thì chúng ta xét đến giờ Ngọ. Giờ Ngọ thì nó là từ 11 giờ đến 13 giờ nhé. 11 đến 13 giờ. Thì nó là giờ Mậu Ngọ. Giờ Mậu Ngọ thì có các sao như là có Kim Quỹ này, có Phúc Đức Tinh này, có Tứ Đại Cát Thời, có Thái Âm, có Ngũ Hợp,
Minh Tinh, Thiên Cương, Lục Mậu và Lôi Binh. Thì nó cũng là một cái khung giờ khá là tốt, nhưng mà thì nó cũng có nhiều hung tinh, hơn nữa Ngọ và Dậu lại là phá. Vì vậy mà quý vị cũng không nên nhé, không nên làm trong giờ này. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ Mùi. Từ 13 giờ đến 15 giờ nó là giờ Kỷ Mùi. Giờ Kỷ Mùi thì có các sao như là có Thiên Đức này. Đấy, có Đường Phù, Mộc Tinh, Ngũ Bất Ngộ, Cô Thần, Nhật Mộ, nó cũng là một khung giờ xấu nhá. Tức là 13 giờ đến 15 giờ thì nó cũng là một giờ xấu không được. Tiếp đến chúng ta xét đến 15 đến 17 giờ là giờ Thân. 15 đến 17 giờ là giờ Thân thì nó sẽ có các sao như là gì? Có Bạch Hổ này, có Ngũ Quỷ này, Kế Đô này. Có Thiên Cẩu Họa Thực, nói chung là giờ này rất xấu. Còn giờ Dậu thì nó một tự hình rồi đó, nhưng mà trong giờ Dậu thì nó là từ 17 giờ đến 19 giờ này. 17 giờ đến 9 giờ, 19 giờ nó là giờ Dậu ấy, thì nó có Ngọc Đường này, có Thiếu Vi Tinh, có Tứ Đại Cát Thời, có Thời Kiến, Tham Lang, Ngũ Quỷ, Thời Hình, có Thổ Tú và Cửu Xú, thì cũng là một khung giờ xấu, không dùng được. Tiếp đến chúng ta xét giờ Tuất, đúng không? Giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. 19 giờ 21 giờ nó là giờ Nhâm Tuất nhá, nó có các sao như là gì? Có Thiên Lao này, có La Hầu này, có Thời Hại này, có Tuần Chu Không Vong này, có Thiên Quan Quý Nhân, có Hữu Bật. Nói chung là giờ này cũng là giờ xấu. Nói chung trong cái ngày Quý Dậu này, ngày 1 tháng 2 này có rất nhiều giờ xấu, mời quý vị kiên kỵ nhá. Tiếp theo chúng ta xét giờ Hợi từ 21 đến 23 giờ. 21 đến 23 giờ nó là giờ Quý Hợi. Giờ Quý Hợi thì có các sao như là có Huyền Vũ, Tuần Chu Công Vong, Đế Vượng, Mã Tinh, Tả Phụ, Kim Tinh và Tỷ Kiên. Nói chung là xấu. Đó. Như vậy là gì? Trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm 2024 nó Giáp Thìn, cái ngày Quý Dậu này, thì chúng ta sẽ có hai cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương. Đấy, thắp hương để cúng mà tổ tiên thì sẽ được may mắn thuận lợi. Đó là giờ sau. Một là 7 giờ đến 9 giờ, nó là giờ Thìn, giờ Bính Thìn. Hai là từ 9 đến 11 giờ, nó là giờ Đinh Tị. Thì đây là cái hai cái giờ đại cát đại lợi để cho quý vị tiến hành công việc thắp hương trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Thì quý vị hãy để chọn ra một trong hai khung giờ phù hợp để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và hanh thông nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra cho quý vị và các bạn những giờ tốt để tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm 2024. Đấy. Quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, tự xem ngày giờ tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai. Cái Ngày Tốt Toàn Thư được xem rất là dễ dàng, quý vị có thể xem theo đồng công hay là xem theo cái trạch nhật thì đều được, đều tìm được cho mình những cái ngày cát lành nhất. Đó. Hy vọng là những cái thông tin giờ tốt mà Tử Thông chia sẻ để thắp hương ấy, sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn tăng cường thêm cái may mắn, tăng cường thêm cái tài lộc cho mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.